Mẹ đã mệt mỏi lắm rồi, nếu mọi chuyện như vậy thì em nên nói ra đi, tụi anh đều nghĩ là mẹ đã ra không lệnh cho... Không phải em đã nói không có rồi sao, anh không thèm nghe em rồi đổ lỗi cho mẹ, vậy đó là lỗi của em sao? Lẽ ra em nên cố gắng khăng khăng thêm một chút nữa mới đúng Em nói là mẹ không ra lệnh cho em mà đâu có ai thèm tin em đâu Bởi vì đó không phải là chuyện mà em nên tự ý quyết định mà Vấn đề của xã hội này là mọi người chỉ tin vào những gì họ muốn, và mặc kệ đó có phải là sự thật hay không nè em đừng có đánh đồng cả xã hội vậy chuyện chứ. gia đình cũng là vấn đề xã hội mọi người làm tốt lắm giờ thì mẹ sẽ không nói chuyện ít nhất một tháng Mẹ làm vậy là đúng đó vì mấy người cứ làm như mẹ là phù thủy vậy Thôi, em thử nghi cách giúp cho mẹ ngu giận đi em hiểu được mẹ cảm thấy khó chịu như thế nào mà em sẽ kêu mẹ đừng có nói với mọi người ít nhất ba tháng <cười> <cười> ờ xe hôn à con đi tập hả? dạ bà muốn nói chuyện một chút thật ra thì bà muốn nói những chuyện mẹ con đã làm không phải là lệnh của bà nội đâu đừng có hiểu lầm con biết không? Mẹ con làm như vậy là vì mẹ con có lý do riêng. Đó là vì con và cả hai đứa. Cho dù đó là mẹ làm hay là bà, cũng đều muốn khiến cho Jury thành người một nhà. Con nghĩ là vậy đó. Mọi chuyện đúng như là con đã nói. Nhưng bên trong còn nhiều lý do sâu xa lắm. Mẹ thật ra không muốn con cưới cô ấy bà. Không phải như vậy đâu. Sao con lại nghĩ như vậy? Sự thật chuyện mẹ yêu cầu Yuri Người không thể làm việc nhà đến đây sống có nghĩa là mẹ không muốn con cưới cô ấy. Bà tưởng Yuri muốn dọn đến sống chứ Cô ấy không biết chuyện gì hết á Cô ấy sẽ phải chịu đựng rất là nhiều ba Và con lúc đó cũng sẽ bị căng thẳng đến chết mà thôi Sehun à Và mẹ của Yuri Sẽ không đồng ý cô ấy đến đây sống đâu ba Con cũng sẽ không làm như vậy được Thôi con đi đây Làm ơn để em yên đi Em tỉnh dậy đi Em tỉnh dậy đi có nghe không Không đi làm sao Nghe nói là em không chịu ra khỏi phòng nữa Và cũng không chịu ăn luôn Em hết pin rồi Em đang sạc pin mà em chơi thuốc phiện hả làm gì có mẹ nói nhìn em giống như chơi thuốc vậy em không có em không muốn nói chuyện với mẹ cho nên giả bộ ngủ thôi chuyện cũng không tệ như tận thế đâu mà nhưng mà em cảm thấy tuyệt vọng lắm chị có từng tuyệt vọng qua chưa chị không thể hiện mà tự chịu đựng thôi Em thật không hiểu nổi chị Chị như quái vật vậy Còn quái vật sống với ba chồng Khi mà không còn chồng bên cạnh Nè do nè Sao Chị rất thương ba chồng của chị Khi chị giải nấy kết hôn Ba chồng nói tự hào về chị vì đã thay thế vị trí của mẹ dù không cần vậy. Bà nói mọi chuyện đều có cách giải quyết nên chỉ cần nói ra với gia đình thôi. Cả bà nội và cả ông nội, các chú và các dì, tất cả mọi người trong gia đình. Chính bà là người đã thuyết phục được họ. Và ngay lúc mà chồng chị qua đời, bà đã nghe lén được bà dì nói rằng chuyện xảy ra như vậy là bởi vì có một người xấu bước vào gia đình này. Bà đã rất tức giận và lớn tiếng ở đám tang. Sau này thì em cũng có nghe chuyện đó. Khi mà mẹ chồng của chị qua đời, ba chồng chị đã nói với chị cô này sau khi tiễn hết tất cả mọi người về nhà. Chị Xuân à ông trời quyết định con sống lâu bao nhiêu. Mẹ chồng của con đi theo nó để nó không thấy cô đơn nên đó không phải là lỗi của con cho nên con đừng có suy nghĩ dớ dẫn rồi sau đó khi gia đình họp mặt mà không có ông nội và bà nội bà nói là sẽ cắt đứt quan hệ với mọi người nếu như có ai đó làm chi xuân thấy có lỗi ba yêu thương chị như vậy <laughs> ba đã thể hiện tình yêu như vậy sao chị có thể bỏ rơi ba và sống tiếp cuộc sống khác được chứ Em không biết chuyện này <laughs> Hãy nghĩ cho mẹ đi Dừng việc sạc pin lại đi Em có nhiều chuyện cần phải suy nghĩ Em suy nghĩ mà không thể hiện ra cũng được mà Để cho mẹ quan tâm em nữa Em biết rồi Ba hả ba Con đi mua ốc biển về nha con tính xài chỗ ốc cây phòng khi lát nữa bà muốn uống rượu. Được đó. Hờ à, đúng vậy là món canh cũng được. Ừ. À. Cho hỏi ai vậy? Là Sumi đây thưa anh. Là cô Cang đây. Ờ. À. <laughs> rất vui được gặp anh Ủa, à, cô can hả? Sao cô lại tới đây? Tôi đến thăm ba mẹ ở Tây Trơn và có đem chút kim chi tươi về Vì thấy món này rất ngon Nó sẽ khiến anh ngon miệng đó Cô Ly không có nhà sao? Con bé đang trên đường về đó Vậy hả? À, kim chi không thì ăn cũng ngon rồi Nhưng mà tôi muốn chế biến thêm một chút nữa Tôi không phiền anh chứ Ờ, à, không đâu, không đâu không phiền chút nào hết Giống như tôi không biết xấu hổ khi nhận thức ăn gì. Tôi kêu anh đừng bận tâm chuyện đó mà Tôi biết dạo gần đây anh ăn không ngon Loại kim chi này rất hoàn hảo để gợi lại khẩu vị cho anh Tôi chỉ là người muốn giúp anh có thể ăn ngon miệng trở lại như trước đây mà thôi Tôi cũng có đem kim chi củ cải mà anh thích ăn nè Nếu anh để nó ở ngoài rồi hôm sau mới cất tủ lạnh thì ăn sẽ ngon hơn nhiều đó Tôi để bên ngoài giùm anh nha Ngoài ra tôi cũng có làm một con gà ta và đem đến nè Để tôi nấu món gà ca cho anh ăn nha hơi à, thôi mà tôi rất cảm ơn cô tôi cảm thấy cảm kích nhưng mà tôi thấy mình rất là có lỗi chị đã làm phiền cô quá nhiều <laughs> anh ơi Ở, anh ơi ờ ờ anh 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 ra liền đi em thấy rất tệ về chuyện của mẹ đó anh Ờ, à, đúng vậy đúng vậy anh cũng thấy vậy chúng ta phải qua bên đó mình qua liền đi và thể hiện cho mẹ thấy là chúng ta thấy coi lỗi chứ không thể để như vậy được đâu. À, này, đi anh, đi anh thôi. biết rồi, anh sẽ ra liền. ha à, Xuống dưới đợi anh à, chút xíu đi. Anh nhớ nhanh lên nó nghe. Ờ, à. À, à, cô can à, à, thật ra chuyện này... À, tốt hơn hết là đừng làm những chuyện gây hiểu lầm. Em trai của tôi gung hô, sống ở tầng 1 đó. Vì vậy nên tôi rất cẩn thận khi đến và đi khỏi nơi này. Dù sao thì bây giờ tôi cũng phải ra ngoài rồi Dạ tôi hiểu anh cứ đi đi Tôi làm xong sẽ đi ngay anh cứ đi đi Sếp <laughs> mình chả giúp ích được gì hết <laughs> Anh đang tập thể hình Anh định lát nữa sẽ gọi cho em Sau khi anh suy nghĩ kỹ hơn Còn nghĩ gì nữa Đừng nghĩ mà Em sẽ dọn vô nhà anh ở Em nói là sẽ dọn mà Những lúc như vậy em chẳng thông minh một chút nào hết Em định sẽ sống ở nhà của anh như thế nào Em sẽ không chịu nổi được đâu em à Rất khó khăn cho bất cứ ai sống ở nhà của anh Sao em lại tự tin là em sẽ làm được điều đó Em đang sống ở căn nhà 300 mét vuông Em chỉ biết tự mình tắm rửa Nên em nghĩ có thể cảnh giác được tất cả mọi chuyện hay sao Cũng đâu phải là mẹ anh định giết chết em hay là gì đâu và nhà anh cũng không chán như nhà của em Và mẹ anh cũng sẽ không mắng chửi em mọi lúc như mẹ em Vì nhà anh có nhiều người mà Em thấy như vậy cũng được không Sao em lại không làm được người phụ nữ trong gia đình chứ Anh đừng có lo mà, em làm được hết Anh kêu em đừng nói như là chung nghĩa này nữa kìa mà Chúng tôi biết mình sai rồi <laughs> Phim 88.com xin hân hạnh giới thiệu đến các bạn bộ phim này ừ. Để nói đi chứ ừ. à, Mẹ ơi mẹ <laughs> Thật ra thì ban đầu con không nghĩ mẹ như vậy đâu mẹ ơi Nhưng ngay khi ba nói mẹ như vậy á, thì À, đúng vậy à, Không thèm suy nghĩ kỹ, con vội vàng đồng ý với ba ừ, 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 Cái trận này. Ờ này Thì mẹ Tụi con không có biện minh gì hết đâu mẹ Là lỗi của tụi con tụi con đã không suy nghĩ thấu đáo tụi con đã biết mình sai rồi mẹ ơi vậy nên mẹ ơi làm ơn quay người lại nói chuyện với tụi con đi mà dạ phải mẹ ơi mẹ ừ à. anh à em nghĩ mẹ tăng cân rồi đó trời ơi lưng mẹ trọng hơn trước rất, rất là nhiều tôi biết là bà buồn nhưng mà tôi đã nói với bà bao nhiêu lần rồi điều đó có nghĩa là bà là người quyền lực nhất trong cái nhà này Sao chúng tôi biết được hay chúng lại quyết định chuyện này mà không thông qua bà chứ Chúng tôi là những người thiếu hiểu biết có đúng không Ờ, à, chúng con còn không tưởng tượng ra được nữa ừ, mày mà. Phải, bà nói đúng đó Bà ơi, bữa tối chuẩn bị xong rồi Ờ, à, à, được rồi, được rồi Bà ơi, tới bữa rồi kìa Vậy ăn đi Ăn xong rồi tiếp tục à, cũng được À, chúng ta à, ra ngoài đúng đúng, đúng. đúng, đúng đi. À, nhanh lên, nhanh lên à, à. trời đất ơi anh làm cái gì vô vậy đi. buông em vô ra vô đi, đi. À? không được đâu mà nhanh đi nhanh đi chỉ cần nói chuyện với mẹ thôi được rồi lẹ lên lẹ lên đi mà mẹ ơi mẹ ơi mẹ mẹ ừ, ơi mẹ đi thôi mình làm hết sức rồi còn làm được gì nữa đây là biệt tài của mẹ đó ba nhất định sẽ khó sống đi anh à em nghĩ nhân cách và tính cách của một người sẽ không thể nào trưởng thành được <laughs> à, sao mẹ có thể lão luyện như vậy được kia chứ à. bà ấy toàn tức giận và không thèm nói chuyện như vậy điều này khiến người ta phát điên đúng là mãn tính mà hồi đó còn hơn thế nữa bà phải chịu đựng nhiều rồi à, giờ? còn con mẹ đó, à. bà nghĩ là cô càng ngày càng giống mẹ chồng của con dạ con có thể noi gương bà ấy mọi thứ nhưng mà không phải chuyện đó làm như vậy ấy, là một căn bệnh xấu đó biết chưa dạ con <laughs> đừng có cười khi bà nội đang giận như vậy ấy, thì cháu trai không nên cười dạ ừ. con tiết kiệm đủ tiền đi du lịch chưa? dạ vẫn chưa đủ thôi hôm nay là một trong hai ngày nghỉ của mỗi tháng ừ. bà không ăn thêm nữa hả mẹ của con hành động như vậy làm sao bà ăn được Bà ra ăn đi. Muốn tiếp tục thì phải nạp năng lượng chứ. Ờ, vậy ăn đi. Ăn nhiều rồi dẫn tiếp 100 ngày luôn. Ờ. Này. Con dâu nấu canh rồng biển với hào đó. Ngon lắm đó. Ừ. Ờ. ờ lấy cho mẹ chén cơm đi. Dạ, à, dạ đây thưa mẹ. Ờ. À. Hồi nãy ba chỉ ăn có nửa chén cơm thôi mẹ ạ. Ừ. Ba nói là ba không ăn ngon miệng. Nếu như mẹ đang giận, ôi trời, ông nói cái dơ dẫn gì vậy? Những lời như vậy nghe thậm chí chẳng mắc cười chút nào hết. Thôi mà mẹ ơi. <laughs> Nhưng mà mẹ à, mẹ đã hết giận chưa? À. Hả? <laughs> Anh Minh Hô và anh Gung Hô lo cho mẹ lắm đó Thầy Trung à Ờ dạ Hôm nay trong mắt mẹ con đặc biệt xinh đẹp đó Ờ dạ <laughs> Mẹ ơi còn đi khám bệnh tại nhà đây anh nghĩ là chủ tịch ngân hàng không được ổn lắm dường như ông ấy đang nguy kịch lắm kêu ông ấy nhập viện trước khi tình hình xấu hơn đi vấn đề là chỗ ông ấy muốn được chết ở nhà anh phải đi đây à. em không cần tiếng à Mẹ em đã về nhà rồi. Tài xế nói mẹ đang chuẩn bị chuyện nhà chúng ta ở Yuchun. Anh biết rồi. Chúc em ngủ ngon. <laughs> À, mẹ đang rửa mặt, lát mẹ gọi lại Không cần đâu mẹ, con nói lẹ thôi Chồng con nói làm vậy là sai, nên kêu con gọi cho mẹ Con thành thật xin lỗi mẹ nha Con thật lòng đó, con sai rồi Nói mẹ giữ bí mật với bà Ờ, à, Huynh Gu muốn con nói với mẹ là phải giữ bí mật chuyện này với bà nội đó Con nghĩ mẹ ngu ngốc sao <laughs> Vậy nha mẹ Hôm nay là ngày đặc biệt dài Tôi cứ suy nghĩ hoài về chuyện của mẹ vợ say hôn và mất ngủ Không biết chúng tôi có thành xui gia không Nhưng dù sao tôi cũng đã gặp bà ấy Tôi đã gây ra chuyện và quay về nhà Và vì tôi mà mẹ chồng đã bị mọi người đổ tội một cách rất bất công Giờ thì bà ấy giận và không thèm nói chuyện với mọi người Ngay cả Say Hi, người tôi tư tưởng trưởng thành cũng cư xử thô lỗ còn Sehun lại nghĩ tôi làm như vậy là vì không muốn nó kết hôn. Cảm giác như hôm nay dường như là một ngày rất dài. Con đã chọc trung tổ ông rồi. Chuyện xảy ra vì chúng con đều có ý kiến riêng về chuyện kết hôn của cháu trai. Nhà chúng con có nhiều người mà chúng con lại đưa ra ý kiến riêng của mình nên mọi chuyện rối tung. Sau cha còn bị đổ tội cho chuyện mà bà ấy không làm. đúng vậy, ai cũng sẽ giận nếu bị đổ tội vô lý. con hiểu chuyện đó. Xin người hãy làm gì đó cho những người trong nhà của con hòa thuận lại với nhau. Mẹ có nghe mấy anh gọi không? À, cũng không phải là chuyện lớn. sao mẹ lại làm chúng ta khốn khổ lâu đến vậy chứ? Làm em muốn điên lên đi được à Không giống như hồi xưa Chúng ta cầu xin mẹ tha thứ được nữa Sếp ơi sếp Ông còn xin tha thứ đủ rồi đó Bà ấy cũng nên ngưng đi chứ Anh biết lẽ ra mẹ nên dừng lại là được rồi Đó là tại vì tất cả con trai của bà ấy Đều sợ bà ấy chứ gì nữa Vậy thì sao phải làm sao hả Tất cả mọi người xúm lại đổ tội cho mẹ Mặc dù mẹ nói không làm như không ai tin Chuyện này thì cũng dễ hiểu thôi Đó là điều đương nhiên khi mà mẹ chồng Chính là người đã ra lệnh Để lần... anh nói chuyện điện thoại cái đã alo anh hả đúng cứ để sếp nói chuyện trên điện thoại đi vậy anh không thấy lo lắng gì sao cô không có quyền xen vào chuyện này cô sao vậy xin phép xin lỗi chị mấy người có im ừ. hay không hả ờ ờ ờ tới giờ ăn rồi hả em cúp máy rồi ăn đi ha tất nhiên là anh cũng lo lắng chứ anh cũng sẽ giận nếu như anh bị như vậy nếu em bị đổ tội như mẹ chắc em đã bỏ nhà đi rồi bởi vì chúng ta là người sai, chúng ta phải đợi tới khi mẹ nguôi giận mới được chứ. Phải. Anh thấy rất may là mẹ không hề tức giận với hề chung đó. Nếu như mẹ giận luôn cả Hê chung, em dâu chúng ta chắc sẽ rất thất vọng. <laughs> <laughs> nè, cẩn thận. Cảm ơn tránh qua, tránh qua đi. Ờ, à, được rồi, được rồi. chào. Bà Ju ơi, bà, bà tới đây luôn á hả? Trời ơi, bà hớn hở quá. Đi 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 bà Ju đồ đồ kia. Bà Ju à mà... bà, bà đến đây thật à, hả? Trời, trời ơi, bà Ju ở đây làm sao mà bà à. Bà Ju, dâu đây bà khỏe không vậy bà Ju? Bà Ju ơi. Xin chúc sức khỏe bà Ju à. Chà mọi người, cháu gái bà là người kết hôn năm ngoái đã cho bà cháu đẻ bồng chưa? không biết cô ấy có con chưa vậy? Dạ nó cưới chưa được một năm nữa mà. Ở à, ờ, đợi tôi nghĩ không phải như vậy đâu. Tôi có biết một tiệm bán thuốc cổ truyền rất là hiệu quả. Đợi một chút. À, Đói tôi... không cần đâu, không cần đâu. Đi, đi, thôi đi, đi, thôi đi thôi đi thôi, mình đi thôi. Khách quá, chào, chào. Bà quý khách vào. Ủa sao con tới đây? Mẹ của con có chịu nghe mấy cô chị không? Chị không gọi điện chị ấy từ hai ngày rồi. Vì biết chị ấy không nghe đâu nên sao phải gọi cho Cơn giận của chị ấy không phải hai ba ngày là hết Dì ơi con muốn ăn cái gì đó Mẹ có sâu khi khiến con bực bội gì sao Rồi gì đó cho con ăn đi nhanh lên Ủa ừ, đông à. nóng cũng ngon lắm à Con hơi bực mình vì hê chung Trê hồ kia mấy giúp đỡ vậy mẹ mới chỉ cười và nói Người nào gây chuyện thì tự giải quyết đi Dì coi được không à, Mình nghĩ đi đâu vậy trời Gọi số nhanh là được rồi Hai người họ đột nhiên lại thân thiết với nhau Họ còn đùa giỡn với nhau nữa chứ đúng là không hiểu nổi mà ờ à, tôi là Sóc chung đây à, giao cho tôi một u đông nóng tôi chỉ muốn ăn thêm một món rau bữa trưa gì ngon quá không được hay sao ờ à, mẹ của sư Hy cũng có bản mặt này mà sao tự nhiên con nói vậy bản mặt nào Mặt chỉ lo bản thân mình chị ấy nói là thích điểm này của huy chung vì con bé trắng đen rõ ràng tốt biết mấy nếu huy chung chịu giúp chúng ta cũng có vài lần gì giận huy chung lắm á mỗi khi gì bị mẹ của con chửi ít khi nào hay chung chịu nói mẹ ơi mẹ xin đừng chửi gì nữa nếu nói vậy thì tốt biết mấy vậy sẽ thương hay chung hơn nếu nó nói giúp gì những lần như vậy nói thật lòng thì gì cũng không thích hơi chung nhiều tới vậy đâu sao lại nói sâu? là con bắt đầu trước mà khi nào chứ khi gì hỏi hay chung khi nào thì sư huynh sẽ kết hôn con cũng không biết nữa <laughs> nếu nó không biết thì có ai là biết cho bên xui gia phải cho phép nữa mới được trời ơi cho phép cái gì xui gia nào lại cho phép chuyện đó chứ không có thành đâu mẹ là ai đây hả là ai hả không trả lời sao câu trả lời quá rõ ràng rồi còn gì chúng ta nhìn giống đồ ngốc quá trên trái đất này là ai ai là người đã lo lắng cho con nhất trên đời này vậy là mẹ vậy ở trên đời này ai chính là người mong muốn con được hạnh phúc nhất hả là mẹ trên đời này Không có một người nào Có thể yêu thương coi con như báo vật Giống như mẹ đâu Đứa con gái ngu ngốc này Con cũng chính là mẹ Sao con lại là mẹ chứ Con là con của mẹ Mẹ là mẹ chứ Mẹ có thể là mẹ như làm ơn được là con nữa có được không Sao mẹ lại nghĩ con là bản sao của mẹ được chứ Tại sao mẹ lại nghĩ như vậy hả Có người mẹ nào lại không ngăn cản con mình Khi biết con gái mình sẽ phải chịu khổ chứ Con Biết con gái chủ tịch can chứ cô ta sống với nhà chồng và phải chịu khổ rồi cô ta ly hôn thoát khỏi địa ngục và sống một cuộc sống hạnh phúc nếu như con thấy đó là địa ngục thì con có thể ly hôn được mà mẹ nói là mẹ lo cho con nhưng mà mẹ làm vậy vì thấy xấu hổ vì nhà sư huynh không giàu có có đúng không Ê, sao mẹ lại làm như vậy được chứ con có nói là gia đình sư huynh giàu có đâu đúng vậy thì sao nhà đó sống bằng nghề bán xúc họ được như vậy vì có một người con trai làm bác sĩ Vậy con nghĩ là con không điên khi chọn dọn tới đó về làm việc nhà Rồi phải chăm sóc cho một đống người già trong căn nhà đó hả? Vậy mẹ nghĩ chuyện cho sư huynh tới đây ở là bình thường đó hả mẹ? Con đã sống như một nàng công chúa nên phải sống tiếp như hoàng hậu chứ Sao con lại muốn trở thành người hầu vậy? Con không muốn làm công chúa mà Tại mẹ nuôi con như vậy nên con mới là một đứa ngốc luôn đó <laughs> Mẹ sẽ không đồng ý chuyện này Cho dù mẹ có chết Con vẫn sẽ làm như vậy và sẽ làm như vậy dù có chết luôn Dạ, có chuyện gì sao? Cho tôi hỏi, có tin nhắn nào bên tổ chức xã hội hay không ạ? Không biết anh nói tin nhắn nào. Ờ, chuyện là chúng tôi không khá giả cho lắm, nên tôi tìm người điều dưỡng tình nguyện bên tổ chức xã hội nói là sẽ gọi cho tôi ở đây. À, tôi đã hiểu rồi. Tôi sẽ thông báo cho anh nếu tôi nhận được cuộc gọi. Nhưng mà anh dì ơi, có phải là anh cần một điều dưỡng làm gì ca chiều không? Ờ, đúng là vậy đó. Điều dưỡng tình nguyện đến vào buổi sáng và tăng ca lúc 5 giờ chiều hết rồi. Không biết anh có biết chuyện đó hay không? Tôi không hề biết về chuyện này Tôi tưởng đó sẽ khác với điều dưỡng thông thường Dạ đúng, đúng là có khác chút xíu Tôi được nghỉ cuối tuần và ngày lễ Và được bổ sung vào ngày thường Nhưng mà tôi lại không nghĩ điều đó Có thể sẽ giúp ích cho tôi nhiều đâu Chúng tôi cần một điều dưỡng làm ca chiều Tôi nghĩ tất cả điều dưỡng đều giống như nhau Nhưng có vẻ không phải Dạ đúng Tôi nghĩ anh cần phải bàn bạc với lại bên tổ chức xã hội Nếu như họ có gọi đến Ờ, à, Cảm ơn cô nhiều nghe Cô y tá ơi Chuyện gì bệnh nhân căng cha ở phòng 519 làm trị liệu vật lý hãy chèn ống và ghi chép lại à, nha. dạ được có ổn không nếu bệnh nhân cho su hun xuống cầu thang dạ tôi hiểu rồi bác sĩ du à có tin tức gì mới hay không vậy ừ, không có gì đâu dì ấy nói sẽ phát điên luôn đó anh hãy gọi dì ấy một chút đi <laughs> làm quà với mẹ của anh đi đừng nghĩ nữa lo làm việc của em đi có lẽ mình đã lo lắng vô ích rồi cái gì vậy mẹ sao lại như vậy sao con từ chối tất cả lời mời làm việc vậy hả mẹ à con chán việc đó lắm rồi và hơn nữa con chán làm người mẫu trên mua sắm trực tuyến lắm rồi nhưng mà còn tốt hơn là ngồi không không làm gì hết đó con con đã quyết định rất kỹ rồi mẹ từ giờ con sẽ không diễn trừ khi được làm gia chính trong phim Mẹ hiểu không? vậy nửa chính đó. Con không sống đâu. Mẹ đừng có lo. Mẹ muốn nói chuyện với con. Con đang trong giờ làm việc mà. Đừng có cãi mẹ mà. Đi. Ơi, ơi, ơi ôi trời ơi ôi ôi trời đau quá à, à, bà không cần phải khách sáo đâu à, thật sự rất cảm ơn à, anh vô à, tôi sẽ đem đồ của hai người vô trong nên cô dẫn bà vô trước à, đi à. được làm phiền anh nha à, không có gì à, bọn họ bận rộn lắm đừng có lo cho mẹ lấy dạ con nghĩ đi. là con phải làm vậy cô ấy đến rồi kìa à, bác đến đây rồi hả <laughs> con đang ở ngoài khi mà y tá kim kêu con ra ngoài rồi à, con đừng đưa món chiên cho bác sĩ vô nha chỉ món nước thôi dạ cho dù anh ấy có xin một miếng đi nữa Thì nói là bác không cho phép à, Dạ Vào đi Cảm ơn bác nhiều Tụi con sẽ ăn ngon <laughs> Nếu thành công thì con đã thành công lâu rồi Còn vẫn không có gì Là do việc đó không phù hợp Con nghĩ là con 38 hay là 48 tuổi hay sao Con chỉ mới có 28 thôi Cố gắng 10 năm cũng không được gì Nên giờ bỏ cuộc thì hơn Cố chấp trong vô vọng Giờ ngừng không đúng sao Cũng có những người thành công trễ mà con Không phải đâu Nếu con cứ tiếp tục chờ đợi người đó chọn con Thì thời gian sẽ mãi trôi qua và rồi danh dự của con cũng sẽ bị quỷ hoại mãi mãi thôi na do nè vì con lúc nào cũng đồng ý với mọi việc nên họ không hề tăng lương cho con suốt mấy năm qua rồi còn gì nữa con cũng không thể đòi tăng lương vì con sợ họ sẽ cười dưới mặt con con thật sự quá mệt mỏi vì chuyện này rồi tiền không quan trọng cô đâu cần phải lo cho gia đình hay là cái gì dù sao thì con có nhiều chuyện cần phải suy nghĩ cho nên hãy cho con thời gian đi na do nè à do à. <laughs> à, con xin mẹ hãy thôi đi dù con đã làm việc 10 năm nhưng không ai biết con là ai hết không ai biết con là diễn viên ô na cả ai không biết hả là ai không biết chứ Chỉ có mẹ và chị biết điều đó thôi Đây là hiện thực hay chấp nhận sự thật con không làm được đâu Na John à Suy nghĩ tích cực đi con Nghĩ tích cực hơn nha Mẹ ơi làm ơn đi à, Mẹ làm như vậy chỉ khiến cho con thêm điên mà thôi Không có gì thay đổi nếu con tiếp tục diễn xuất Tất cả chuyện này xảy ra là do con chọn sai đường vậy mẹ đó Con sẽ duy trì làm ô Na Và sẽ bắt đầu sống lại như Lina do. Vậy thì con định làm sao đây hả con Con sẽ kinh doanh gì gì gì, gì? cho con một trăm đi con định kinh doanh với một trăm hả thôi quên điều đó đi à. con bé chỉ đang làm lãng phí tài năng của mình mà thôi ơi trời đất ơi sao tôi bực mình quá vậy nè trời ơi trời ơi là trời chị định làm món gì với món cá hố này vậy tôi định luộc nó với củ cải chị rửa sạch giùm tôi đi cha cá tươi quá cá từ đảo chê chu mang về mặt lắm đó dạ ờ à. ôi trời ơi mẹ nóng quá cứ tưởng nóng gần chết luôn chứ nóng còn đỡ hơn là lạnh rồi chúng ta cũng có thể từ từ đi bộ về nhà mà anh ấy thật tốt bụng mẹ cũng thấy rất là biết ơn cậu ấy mẹ từng bay nhảy ở trong chợ đó cậu ấy chắc hẳn thấy tệ vì bây giờ mẹ phải đi bộ chậm tới vậy à dù người ở trong chợ không nói gì nhưng mà mẹ có thể đoán được qua ánh mắt mà bọn họ nhìn rồi thiệt ơi mẹ đi bộ nhiều nên chắc mệt rồi phải không mẹ ờ à, có đâu à, để coi à ngon lắm đúng rồi hay chung con mau gọi điện cho xe hy đi trời ơi mẹ mới một năm thôi mà ơi à, có những chuyện chúng ta không thể nhẫn nại được sẽ tốt hơn cho bà mẹ và đứa bé nếu mang thai sớm cho dù chỉ mới cưới có một năm Còn bé nó sẽ không vui đâu mẹ ừ. hơn vậy nữa tụi nó không tin thuốc cổ truyền đâu cao gắt hả đưa điện thoại cho mẹ đi mẹ gọi cho à, dạ thôi để con gọi để nó cao gắt với con một lần đi chúng ta phải biết ơn lòng tốt của người mua thuốc tặng mình chứ dạ N nó không có nghe máy dạ mẹ đang làm gì đang đọc sách ừ thì sáng nay mẹ đi chợ với bà nội và cái gì ở tiệm bán dầu có nói mẹ ơi sao mẹ lại làm như vậy hả sao lại kêu con uống thuốc cổ truyền làm gì con không thể bỏ qua cơ hội tốt này được con gái họ có thai lúc ba mươi chín tuổi sau mười năm cô ấy chỉ uống có hai tháng mẹ có thai là bởi vì đúng thời điểm thôi Sao mẹ lại suy nghĩ như vậy hả? Mẹ chỉ muốn nói chuyện như vậy cũng có mà Có bằng chứng chứng minh là thuốc giúp cô ấy mang thai không? Lỡ như mang thai chỉ là tình cờ thôi thì phải làm sao đi? Bộ con cố gắng 5 năm hay 10 năm hay làm sao? Đã nói là con hiểu mình đang làm gì mà Sao mẹ cứ tạo áp lực cho con hoài vậy? Sao mẹ càng ngày càng giống như bà nội vậy hả? Con đã đi khám bác sĩ rồi mà Họ nói con không sao hết, không cần lo lắng thật sao? còn khám bác sĩ rồi hả? còn bé đi khám phụ khoa rồi bác sĩ nói đừng lo bệnh viện cũng là bệnh viện mà thôi à, được rồi mẹ biết rồi mẹ chỉ muốn nói là có những chuyện như vậy xảy ra nữa bà đang ngồi kế bên mẹ có phải không? con biết rồi con chào mẹ Em vào được không? Có hy vọng nào chưa anh? Anh nghĩ chắc phải bỏ quá Càng nhìn càng thấy rối Thật là muốn điên lên Nhìn vào không hợp lý chút nào hết trơn Anh đừng quá ám ảnh Với những công việc gây tranh cãi nữa à, Không phải Chỉ là cơ bản thôi <laughs> Để em kể anh nghe một chuyện rất vui nha Mẹ em gọi điện và kể là mới đi chợ với bà về Nhưng mà Dì kia kể là con gái dì có thai sau 10 năm cố gắng khi uống thuốc cổ truyền đó anh Sao? Gia đình bên em bị sao vậy? Sao họ lại khao khát có cháu nhiều tới như vậy chứ? Na Hu Ngu à Chúng ta vẫn ổn nếu như không có con Có nhiều cặp cũng không có con mà <laughs> Anh đã căng thẳng nhiều lắm rồi Gia đình em có làm chuyện gì đâu chứ? Em ra ngoài đi Mẹ chỉ trò chuyện thôi mà, chỉ nói chuyện thôi Anh biết rồi Cái cách Anh nói gia đình bên em rất là khó chịu Bộ gia đình em đã làm gì sai với anh đó hả Anh nói vậy không phải là có ý đó Anh rất khó chịu mỗi khi bàn tới chuyện có con Em không phải là người cố gắng mang thai suốt 10 năm qua Chuyện này cũng không tốt là gì với em cả Em đừng kiếm chuyện với anh Anh chỉ nói cảm nhận của mình thôi Anh không có hứng thú về chuyện của con Anh chỉ cần một mình em là đủ rồi vì anh đâu quá căng thẳng với công việc Anh xin lỗi Việc này thật sự không hợp lý chút nào Uống bia chứ Ờ Lấy giùm anh đi Hẹn gặp lại lần sau hả Bộ cậu bị chủ mua đất luôn rồi hả Hả Không phải tôi ít khi thấy cậu làm ở đây Nhưng mà dạo gần đây lúc nào cũng thấy cậu ở đây hết À Tại ba của chủ cửa hàng đang bị bệnh Anh ấy nói không làm việc được phải chăm sóc cho ba ở bệnh viện Nên anh ấy mới nhờ tôi Trong coi cửa hàng giùm anh ấy thôi Tôi ngưng làm việc ở cửa hàng bán thời gian kia rồi À sếp của cậu chắc là rất hiếu thảo ha? Tại anh ấy là con trai một mà ừ, Vậy đó là điều tất nhiên Hôm nay cô về nhà sớm vậy Hôm nay tôi đâu có đi làm Tôi định sẽ thất nghiệp một thời gian Nghĩ hết mọi việc rồi tôi đang định tiếp quản quán cà phê của mẹ tôi hả <laughs> nói đùa thôi tôi đang suy nghĩ về việc sẽ từ bỏ nghiệp diễn xuất và thử bắt tay vào làm kinh doanh xem sao tôi nghĩ như vậy sẽ tốt hơn là chờ đợi trở thành nữ di viên nổi tiếng cần bao nhiêu vốn để mở cửa hàng tiện lợi như vậy hả không biết nữa cô để dành được nhiều tiền lắm sao <laughs> làm gì có tôi phải mượn tiền từ mẹ tôi đó tôi không nghĩ chuyện kinh doanh như vậy sẽ thành công được đâu nghe điên rồ đúng không cậu nghĩ loại hình kinh doanh nào có cơ hội thành công cao hơn tôi không biết nữa vì tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện kinh doanh bây giờ cậu bắt đầu nghĩ được rồi đó sẽ dễ dàng hơn nếu tôi tiếp nhận cửa hàng của mẹ tôi đã có bằng pha chế và cũng đã có sẵn khách quen rồi tôi cũng hiểu rõ chuyện kinh doanh thế nào nữa giao hàng đi cô đợi chút nha hôm nay có nhiều đợt giao hàng quá ha à, cô đừng có nói nhảm nữa chỉ cần tập trung vào những chuyện cô đã làm thôi nếu có thì tôi cũng đã tập trung rồi Bà chủ bỏ đi sau khi mua hai vé máy bay Cô có biết mẹ đi đâu không? Bà chủ đi New York Bà chủ còn gọi điện cho bạn để kiếm dùm khách sạn nữa Bà ấy còn nói là sẽ đưa cô đi đến đó bằng mọi cách Đừng có nói với bà là tôi tiết lộ ra nha cô Du đi Tôi không có biết gì về chuyện này hết Ờ lẽ ra tôi không nên nói chuyện này Nhưng mà tôi cảm thấy tội cho cô quá Với lại bà chủ hành động hơi quá rồi cảm ơn cô rất nhiều cảm ơn nha cảm ơn Cô tới sớm hơn lịch khám ban đầu rồi Hôm trước cô có đến xét nghiệm và lấy thuốc rồi mà Cô thấy không khỏe ở đâu hả Thuốc lần trước bác sĩ kê Tôi uống vào thấy ở chua nhiều quá tôi không uống được À được rồi tôi hiểu rồi nếu vậy tôi sẽ bỏ canxi ra Vì nó có thể gây ra ợ ờ chua Thuốc có thể khiến tôi bị ợ ờ chua Dù tôi uống vào tối hôm trước luôn sao Đúng, tất cả là có thể Tôi sẽ đổi đơn thuốc cho cô à... Cô lấy đơn thuốc ngày hôm nay Và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau ha? Ừ, dạ, cảm ơn bác sĩ à, dạ. Bác sĩ Du, rồi, bác, bác sĩ, 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 sĩ Du à Ông ấy bị thương, chảy máu trời nhiều à. lắm Bác sĩ à, bác sĩ coi à, thử trời, trời à. đi Đau Bà bị quá. sao vậy? À. Trời ơi, ông ấy Đó, chảy à. máu quá trời luôn à, à Được rồi, ba ngồi xuống đi à ba làm gì mà bị vậy hả đau quá con biết mà ba bà bị chảy máu mà con phải nhìn qua thì mới khám được chứ trời ơi vẫn bị chảy máu kìa con biết rồi con biết rồi mà yeah. <laughs> ôi trời ơi ba làm gì mà bị như vậy hả Chào mọi người, tôi đi về nhà nha Ờ, à, cảm ơn cô nhiều nha Chào tạm biệt hai người Ờ, à, ừ. cảm ơn cô nhiều nha dạ à, Mẹ nghĩ ông ấy sẽ nói, món này lạc quá Mẹ vô trong nghỉ ngơi chút đi Ờ, à, phải về nhà đúng giờ chứ ừ. Ông ấy có bận làm cái gì đâu chứ Ông ấy ra ngoài ngay sau khi chúng ta đi chợ mà Ông này có nhiều sức khỏe ghê Thế chung à, làm thêm một dĩa rau nữa đi con Con đang định làm thêm cà tím nữa mẹ Không sao, chúng ta có ca hố mà ơi à, mẹ rửa tay mấy cái món này phải tới mùa mới ngon dù là quả hay là cũ thì cũng đang bị mất mùa rồi ơi, mùa dâu đến rồi mùa dưa hấu đến rồi sẽ không còn vui nếu như bị mất mùa à, dạ sắp hết xuân rồi chuyển sang mùa hè sắp hết thu đột nhiên lại chuyển sang đông ơi ngay cả bốn mùa cũng đều rối loạn dạ à. giờ gọi tạm thời không liên lạc được Xin quý khách vui lòng gọi lại ơn không. nghe máy dùm đi mà À, à con nhẹ tay một chút không được sao Bà ráng chịu đau thêm một chút đi Con sắp xong rồi Chỉ là một vết cắt nhỏ thôi Sao con lại khâu nhiều vậy Ba làm ơn cứ nằm yên đi ba Nếu như con không khâu nhiều mũi Thì sẽ bị để lại thẹo lớn lắm đó rồi. Sẽ để lại thẹo hả không hoàn toàn biến mất được đâu. Không phải tại con không có kỹ thuật hả? Ba có cần phẫu thuật thẩm mỹ không? <laughs> con không cho ba cũng đẹp rồi mà. Trời ơi, ông cứ nằm yên đi mà. Ờ... À. 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 Anh về trễ hả? Anh nói gì? Ở đâu chứ? À, ở trên trán của bà vết cắt sâu khoảng 4cm nên anh phải khâu lại Ê, Nói là tại mẹ của con mà ra Ba nói là hồi nãy tai nạn xảy ra khi ba lên lầu đi vệ sinh Tại mẹ của con đó Được rồi anh hiểu rồi Đúng là một tai nạn không vui à, Anh phim muốn em làm Ờ à. à, em hiểu đến rồi Các bạn. máy này. này Mẹ ơi mẹ Coi chuyện gì? Mẹ ơi có chuyện rồi. Xin mẹ đừng quá sốc. Dề hồ nói là bà bị thương trên trán. Hả? À. Anh ấy khâu vết thương rồi và họ đang về nhà, cũng không có gì nghiêm trọng cả nên mẹ đừng quá sốc, sao lại bị tai nạn chứ? Ba lên lầu đi vệ sinh ở văn phòng bất động sản. Vậy có phải chỗ có toilet ở lầu 2 đúng không? Con cũng nghĩ là vậy. Ôi trời, con nói là ông ấy bị khâu trên trán có đúng vậy không? Dạ ông ấy đã bị thương nặng đến thế nào mà cần phải khâu lại chứ? À. À, trời đó, ơi đó. ba ơi ba có sao đó, không ba? Đó, từ từ thôi. trời ơi không thể nào tin nổi ông ấy tay chân mau lẹ lắm kia mà ừ, lúc nào cũng bay nhảy khắp nơi sao lại có thể ra ngoài và gây ra tai nạn như vậy được chứ? Ừ ông bị sao vậy tôi xem tí chết rồi đừng có hỏi nữa được. Được. mẹ đừng có nói gì với ba hết ừ. cứ để ba ăn tối sau cũng được cho anh ly nước vấn đề chính là ông tê hồ tôi nói về nhà đi vệ sinh cũng được nhưng ông ấy lại nói nhịn hoài thì sẽ sinh bệnh sao lại đổ lỗi cho người khác chứ tôi thật sự là cần phải đi mà vậy thì ông cũng không cần phải đổ lỗi cho người khác bà nói cũng đúng ông nghĩ là ông vẫn còn trẻ vì ra ngoài đi nhảy hay sao không phải tôi đã dặn dò ông đi đứng phải cẩn thận khi đi lên xuống cầu thang ở văn phòng bất động sản đó rồi hay sao bây giờ còn đổ thừa ai Gót về tôi bị dướng trên bậc thang nên tôi mới bị té chứ bộ nên mới đập đầu như vậy đó là vậy nhưng mà dù sao đi nữa thì vì hồ nó nói là không có vấn đề gì cũng may chỉ là vết thương nhỏ nhờ <laughs> vậy mà bà mới nói chuyện lại với tôi ừ. chuyện này xảy ra là vì bà đó mỗi khi bà tức giận lập chân tôi chả có sức lực gì hết cái ông này cái này là cái gì đây máu hả Ôi trời đất ơi, ông bị chảy máu nhiều tới mức như vậy luôn đó hả? Mau thấm ướt cải khăn luôn đó, chảy máu nhiều lắm. Đi đây. Dạ. Tạm biệt ông Chờ chủ. Chào tạm biệt ông chủ. Ờ, nghe đi. Ờ, đang trên đường về nhà. Có chuyện gì vậy? Ờ, à, Sao lại có thể xảy ra chứ? À, chào quý khách. Chào quý khách. À, chào anh Kim, rất vui được gặp lại anh không biết mình bao lâu không gặp rồi hey, dạ chào anh lâu rồi mới gặp nha <laughs> xin chào quý khách mời đi lối này ờ à, can trơn ờ à, tìm em vừa mới mở cửa hả sao vậy à, ba bị cái gì hả sao ba lại bị như vậy ê à, trời ơi nhưng mà em mới vừa mở cửa tiệm biết phải làm sao đây Anh không kêu em phải đi qua bên đó ngay bây giờ Em phải bán hàng nữa mà Anh chỉ muốn báo cho em biết tình thôi Em gọi cho ba đi Ba bị khâu tới 30 mũi lần đó Vết thương của ba tệ đến cỡ nào vậy hả À thôi được rồi, được rồi, được rồi mà Anh ấy không muốn mình lo lắng chị thì lễ ra mấy tiếng nữa anh ấy mới gọi cho mình chứ Ơi. Ê... Sao có thể không lo khi biết được tin Em coi tiệm nghe Còn khách hàng thì sao đi Ông Mio cũng chuẩn bị đến đó thưa sếp Bộ tôi đi chơi hay sao Tôi đi đến đó rồi về liền mà Nói mấy tôi vắng mặt vì ba tôi gặp tai nạn nha Cô có thể nói với bọn họ được mà Chị ơi mau đóng tiệm rồi qua đây đi Con muốn chị chạy qua đâu đây Ba của còn gặp tai nạn bị thương rồi kìa Ba phải câu hơn 30 mũi lận đó Ô, Trời ơi Sao lại như vậy hả Con cũng không biết tại sao nữa con không nói thì chị cũng chạy qua mà Con cấp máy đây à, Mình nên đóng cái cửa tiệm này luôn đi cho rồi Hơi trời Cái ông già đó đi đâu mà lại gây ra tai nạn như vậy được chứ tử vi của anh rồi không có nói là bị tai nạn năm nay mà à, xảy ra chuyện gì vậy? Vì đến rồi à? Người già phải cẩn thận để không bị té. Họ có thể chết đi do té ngã đó. À, ba con chỉ bị thương nhẹ thôi mà gì? Ý của con là vậy đó mẹ. Ba nói như vậy thì cũng có lý mà. Vì mẹ khiến cho ba căng thẳng về chuyện đã qua nên ba mới mất tập trung. Ây, ngay cả con còn căng thẳng nữa mà mẹ nghĩ ba sẽ thế nào đây? Đúng đó, đúng đó, đúng. Cô rồi. còn không biết chúng tôi đang nói chuyện gì, sao cô lại nói đúng đó đúng đó chứ? Ủa Chị nói chuyện lại gì bị sốc chuyện tai nạn của anh rể đúng không <laughs> Anh rể không cần phải chụp cái đầu lại Nhưng mà phải chụp não lại ờ, Không cần đu gì à Ôi trời anh rể ơi cho dù anh có khỏe mạnh bao nhiêu Cũng không giấu được tuổi của mình mà Anh phải cẩn thận chớ, Mà sao anh bị thương được vậy chứ anh Đúng vậy đó Ở tuổi của tôi tôi nghĩ cô còn không biết Bước đi nào dẫn cô đầu thai nữa kìa Anh có thật là không ý choáng váng không Tôi không có sao vậy còn lối thì sao anh có thấy khi nói chuyện lưỡi hơi bị tê không Gì đang làm cái gì vậy tao trông anh cũng không có bị gì chứ ơi ừ, gì à ba không bị gì mà ơi ai à mà biết được nếu như anh rể kém may mắn một chuyện nhỏ thôi cũng có thể trở thành bệnh nghiêm trọng sao vết thương phải tệ như thế nào thì mới phải mai ba mươi mũi chứ để thu nhỏ miệng vết thương lại thì con phải khâu tỉ mỉ chứ nè yeah em về lo cửa tiệm đi à, à, đúng rồi em phải về à ba ơi ba bây giờ con phải về tiệm rồi ba Ờ, à, được rồi về à, đi mẹ ơi con xin phép mẹ con về trước à. Ai à. đó à, đúng. À, à để, à, anh, để à, anh để anh để anh ra cho cho hỏi ai vậy cho hỏi là ai vậy à, chị 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 Ch 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 hô à là con sao sao con lại tới đây vậy dạ con xin phép nhưng con vào nhà luôn nha. <cười> <cười> xin lỗi bác nhưng mà Sehun không chịu nghe điện thoại của con. nhưng mà tại sao ừ, em à? Ờ. Ừ, đây là khoan đã khoan đã khoan đã khoan khoan. Ừ, trời. <laughs> chuyện gì chuyện gì đang xảy ra vậy? dạ con trốn ra khỏi nhà. mẹ con đóng băng tài khoản rồi nên con không thuê khách sạn ở được nhưng sau khi con suy nghĩ lại thì con thấy ở đây sẽ tốt hơn là đi thuê khách sạn đó thưa bác con cứ để đồ đạc ở đó đi rồi đi theo bác nhanh lên à, con mau đi theo đi à, con vào trong đi con chuyện gì vậy Làm sao hê trung đưa cô ấy lên lầu cô ấy nói là bỏ nhà đi hả à? anh à em nghĩ là anh phải về tiệm rồi và con nghĩ là gì với anh minh hô cũng nên về nhà thì tốt hơn Mày sao trời ơi gì về đi nhìn mặt hê trung không được vui cho lắm những lúc như vậy chúng ta nên về nhà thôi để con chở chị về mình đi thôi giờ tốt đi con nói là đi về đi mà mẹ nói là chúng ta nên về đi con nói với gì rồi mà chúng ta về thôi Còn ngồi xuống đó đi. Cứ ngồi đi. Mẹ con mới nãy đã đặt vé máy bay cho con. Đến New York mà không hề nói cho con biết luôn. Nhằm ngăn cản con kết hôn. Lần trước mẹ con cũng như vậy. Kéo con tới tận Hawaii luôn đó bác. Hình như bà ấy không muốn gả con vào nhà này. Vậy sao con kết hôn với Sehun? Bởi vậy nên con mới bỏ nhà ra đi nè. Vì con rất muốn kết hôn với anh Sehun Khi con nói chuyện với người lớn Thì con phải sử dụng từ ngữ trang trọng chứ Dạ Con hiểu Vậy con nghĩ là Mẹ con sẽ đổi ý Vì con làm như vậy hay sao Chỉ dạ. là Tụi con không thể nào tự mình kết hôn được sao Tôi À không phải Con có thể sống ở đây được mà Con nghĩ chỉ có cách đó là cách duy nhất thôi mẹ Sehun không chịu nghe điện thoại sao Dạ Anh ấy tắt điện thoại suốt cả ngày anh tiễn mọi người về hết rồi cả gì cũng về luôn cảm ơn anh là mẹ kêu họ về cô ấy đến nhà của chúng ta vì mẹ cô ấy ép buộc phải đến điều york anh có nghe và muốn ở đây ơi ừ. vợ à không thể làm vậy vậy thì con phải làm sao đây về nhà đi giải quyết mọi chuyện ở nhà đi Bác nói vậy là vì bác không biết mẹ con thôi Mẹ con mắng chửi con nhiều lắm Mẹ con chửi nhiều đến nỗi con tưởng như con sắp đi lên luôn rồi đó bác Dù sao Bỏ nhà đi và xin ở lại nhà bác là không đúng chút nào hết <laughs> Bác còn không thể nào hiểu nổi là Con có thể nghĩ được như vậy Dù sao Chuyện này thật sự không thể được đâu Chúng ta không thể để cho người bỏ nhà đi ở nhờ được Không thể nào được Đúng vậy Con suy nghĩ như vậy là sai rồi Chúng ta không phải là gia đình như vậy đâu Con gọi mẹ con đi rồi để bác nói chuyện Nhanh lên. Là mẹ con. Chắc là gọi con về đó bác à? Alo, xin chào chị, cho hỏi ai vậy? À, chào chị, tôi là mẹ của Sehun. Bây giờ Yuri đang ở nhà chúng tôi, chị nói. Chị nói con bé đang ở đó hả? luôn con không cần đám cưới gì hết con không cần gì hết con không cần mẹ đâu mẹ không phải là mẹ của con mà con không cần alo chị hả ừ mẹ của yuri à bây giờ chúng tôi sẽ đưa con bé về nhà chị có muốn như vậy không ừ tôi hiểu rồi tôi hiểu mà chị cứ nói đi Đợi tôi một chút Mẹ con sẽ đến đây dẫn con về ừ. Trời ơi, siêu hùng. Im lặng, im lặng đi Anh à Em khiến cho anh điên lên mất đó, đi thôi Anh à, sao lại tắt điện thoại như vậy chứ Anh không biết điện thoại là hết pin mà Anh kêu em là không được gọi cho số hi mà em có thấy mình ngốc kết tới nào hay không em nghĩ gia đình sẽ nghĩ anh thế nào nên em làm vậy hay không vậy bây giờ phải làm sao đây mẹ em chuẩn bị đưa em đi New York luôn kìa em không đồng ý là được chứ gì mẹ của em quyền lực dữ lắm đó lần trước mẹ kêu tài xế nhốt em trong xe rồi chở đi luôn kìa vậy chứ em muốn anh làm sao đây si <laughs> dạ nhắn cho mẹ yuri địa chỉ nhà mình đi không cần đâu ạ à? con sẽ đưa cô ấy về nhà em không về nếu không về thì em ở đâu Ừ. đây là phòng của anh đó hả phòng anh nhỏ dưỡng vậy hả <laughs> dễ thương thiệt ha <laughs> wow. rốt cuộc chuyện này là sao vậy đừng có xía vào làm gì à, dạ để con à. bưng ít ra phải cho con bé ăn trước khi về chứ Sư huynh sẽ đưa con bé về nhà. Nó không ăn hả? Sư huynh sẽ giải quyết chuyện đó thưa ba. Ờ, à, con ăn luôn đi. Một lát con mới ăn sau. Bà không biết tại bà sống lâu hay tại bà không có khẩu vị nữa. <laughs> Nhưng mà ba vẫn phải ăn uống đầy đủ. Tuổi già đúng thật là suông dốc mà. Ông ăn cá hố đi. dạ con xin lỗi xin hãy chuyển lời cho bà nội là con xin lỗi ờ được rồi à. À. À, trời thiệt tình không biết con bé ngây thơ hay là nó ngốc nghếch nữa à. sao vậy bộ nó năm tuổi hả anh biết rõ rồi mà Em nóng hả? Lạnh, em lạnh muốn chết đây Ôi trời ơi Em không cần phải vậy với anh chứ Sao? Sure. Ba đã nói là ba sẽ dẫn cô ấy đi xem phim mà ba Nè, ba nói cho có lệ thôi mà Bởi vì ba cảm thấy ai nói gì cô ấy thôi Ba đâu có kêu cùng mua vé chứ con cũng cảm thấy giống như ba vậy đó Thật là ích kỷ nếu như cứ ăn đồ của cô ấy mà không cảm ơn Đó là lý do tại sao ba nói vậy Con hiểu rõ mà ba Sao lại là nhạc kịch chứ Con nghe nói rất hay Nhưng mà ba không nghĩ là xem nhạc kịch sẽ hấp dẫn hơn là xem phim hay sao Con nghĩ là cô Cang cũng sẽ thích nhạc kịch hơn Cũng đúng hay, Có lẽ vậy Cái gì tóc ngắn đó gọi cho ba chưa ba Chưa cô gọi mình chưa ăn hết món này sao Còn chưa lại một nửa Cô can là một đồ bếp giỏi có phải không ba Ồ, ngay cả kim chi củ cải của cô ấy cũng ngon nữa à, Bà có muốn uống chút gì không Tất nhiên rồi <laughs> Cảm ơn quý khách rất nhiều Quý khách ăn có ngon miệng không à, Chúng tôi ăn rất là ngon miệng <laughs> Xin chào tạm biệt quý khách Lần sau à, gặp lại tất nha Tất nhiên rồi, à, xin chào Chị nói là ai đem theo đồ đạc đến Cô đúng là muốn biết nhiều chuyện ghê đó Người ta nói nếu già rồi thì không tò mò nữa Em vẫn còn trẻ tuổi mà Là hôn thê của con trai lớn của Zê Hô Đem đồ đạc để dọn tới ở đó Hay là Cô ấy dính bầu rồi Cô đang nói cái gì vậy Tại cô ấy đem đồ đạc dọn đến đó Cô ấy bỏ nhà trốn người mẹ phản đối cuộc hôn nhân Cô Cang! Dạ Ê. Hey. Xin hãy tập trung làm việc cô cần phải có mặt mỗi khi món ăn hoàn thành sao anh lại khó khăn với tôi như vậy tôi còn có thể chạy đi đâu được chứ đồ ăn nguội rồi kìa tôi nghĩ một lát nha ờ à, được sếp nghỉ ngơi đi ờ mỗi lần qua à lại có chuyện gì sao ờ à, anh gung Hu Ờ, à, nè, em chắc là con bé cũng có lý do mà anh Hình như gia đình con bé phản đối chuyện này, mà em nghĩ hai đứa có thành đi không? Em không biết nữa, em nghĩ không dễ đâu bà chủ kêu tôi nói anh không cần vào tôi cũng biết trước điều này cảm ơn làm gì vậy ra khỏi xe đi vào nhà đi Ba chồng của tôi, người thường hay đi đứng nhanh nhẹn, nhưng mà hôm nay đã gặp tai nạn. Nhờ vậy mẹ chồng tôi đã nói chuyện lại, tôi thấy tội cho ba chồng, nhưng mà lại vui vì chuyện đó. Chuyện Yuri đem đồ đạc đến nhà chúng tôi, khiến tôi cảm thấy bực bội. Sao Sehun có thể thích một người kỳ cục như vậy được chứ? Tôi có phải là người mẹ ngốc khi không biết con trai mình ngu ngốc đến như vậy không?